Mời em gái giới thiệu trước. Dạ, đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Võ Nguyễn Hương Thảo, năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Long An. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tại quận 10 ạ. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em họ tên đầy đủ là Đặng Thanh Phong, năm nay 29 tuổi. Công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch. Quê của mình là ở Long An và hiện nay sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cùng quê rồi ha. Quá hợp lý luôn. Em giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh với điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em thì khá là tự tin, mạnh dạn, sống độc lập. Còn điểm yếu của em thì tính của em hơi nóng, với lại em nói khá nhanh. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu chưa nghĩ ra chưa? Chưa nghĩ ra. Rồi, bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là nói nhiều, đặc biệt đó là thích chụp hình cho người khác. Điểm yếu của mình là nóng tính. Khi nóng tính vào mình không có thể hiện ra, mình cứ im lặng, hỏi gì mình trả lời đó. Đó là tật xấu của mình. Ủa đó đâu có gì xấu, em đó là tốt đó. Nhưng mà cái em hay thể hiện trên cái nét mặt là nó khó chịu á. Khó chịu hả? Dạ, có nghĩa là mặt em hầm hầm. Bạn bên kia rất là nóng tính. Dạ. Bạn nhìn cái mặt em hầm hầm, bạn nóng thêm nữa. Em thích người con gái nóng tính hay là con gái dịu dàng? Em thích người con gái dịu dàng, nhưng mà có cá tính tí xíu. Dịu dàng có cá tính. Dạ. Còn nóng tính thì sao? Lúc mà nóng lên thì phải có người nhịn thì nó mới người tốt bên hơn. Kia là la đó. Dạ, thì lúc đó em sẽ nhịn. Rồi, tốt. Dạ. Rồi, còn tình trường mình sao em? Tình trường em là thâm niên ế 23 năm rồi chị. Cái gì? Là chưa có mối tình nào hết rồi hả? Dạ, chưa có mối tình nào. Chỉ có một lần yêu đơn phương, với lại một lần tự mình từ chối người ta tỏ tình. Còn ngoài ra là chưa có mối tình nào dắt dây. Một lần yêu đơn phương. Yêu đơn phương bao lâu? Chắc được mấy bữa chị. Gì có mấy bữa vậy? Đơn phương gì sao? Lúc đó còn nhỏ xíu hà. Năm đó em học lớp 5. Xong em thích bạn ngồi kế bên. Trời đất ơi, học lớp 5 hả? Còn cái Valentine em tặng cho bạn nó cục sô-cô-la. Nó bơ em luôn, cái em bơ nó luôn. Đâu có đâu chị, em cao thượng lắm. Bạn nó không có bơ em, mà bạn nó nói với em là bạn nó lỡ thích bạn thân em rồi, kêu em mua giùm món quà khác tặng bạn thân em đi. Em mua quà giùm bạn đó, tặng bạn thân em luôn. Rồi còn cái người mà em từ chối người ta. Năm đó học cấp 2, xong một ngày đẹp trời, em nhận được một lá thư tỏ tình khá là dài dòng, xến xúa. Em đọc vô em thấy nó kỳ cục quá. Em nói trên đời làm gì có người tỏ tình kỳ cục vậy. Em tưởng mà nó giỡn với em chị. Em trả lại thư, em quýnh mà nó một cái, xong bạn nó bỏ chạy. Em rụt theo, em quýnh bạn nó mấy vòng sân trường. Xong tới giờ em với bạn nó không liên lạc nữa. Rồi em hiểu nguyên nhân tại sao em ế tới giờ chưa? Chắc tại vậy nên em ế chị. Rồi, người ta tỏ tình với mình không chịu thôi, tự nhiên mình quýnh người ta, mình rượt người ta là sao? Tại vì em có biết đâu, em tưởng đâu bạn nó giỡn mà. Rồi không lẽ từ cái khúc đi học xong ra tới bây giờ đi làm mà cũng không ai để ý mình luôn. Chắc tại lần đó em đuổi duyên giận. Tới giờ nó đuổi em đuổi duyên nên duyên giận luôn phải không? Ca này khó à. Khó là bây giờ là chưa nắm tay, chưa có hôn, mỗi nụ hôn đầu đời là chưa có luôn hay sao? Chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Chưa có luôn. Rồi. Bây giờ anh mà bấm nút là mối tình đầu của em đó. Bấm nút là hôn luôn đúng không? Thôi không được chị. Sao không được? Nói từ từ nhé. Không, lên chương trình này bấm nút là hôn đó. Chị nghĩ kỹ nha, nghiêm túc ở đây không ai giỡn đâu nha. Dạ. Rồi mất công rồi bấm rồi không cho ta hôn rồi rượt rồi quýnh người ta nữa là không được à. Thôi cái đó là hồi xưa trẻ trâu, bây giờ hết trẻ trâu rồi. À vậy là bây giờ em bấm là em hôn, em chủ động em hôn người ta. Nhất trí vậy nha. Em trai bên kia nghe tình trường của bạn gái mình cảm thấy sao em? Em thấy bạn ấy hơi hơi ế. Ế quá trời. Hơi ế là sao? Quá ế. Hả? Em cũng cùng cánh ngộ giống vậy. Là sao? Là em cũng trải qua hai mối tình. Nhưng mà mối tình là em yêu đơn phương, nhưng mà tỏ tình em bị thất bại do lúc đó em là sinh viên. Hai đứa y chang với nhau luôn đúng không? Dạ. Em nay là tuổi con gì? Dạ em tuổi con ngựa. Con ngựa. Cô gái tuổi con gì vậy ta? Dạ em tuổi con heo. Ngựa heo. Ngựa. Heo ngựa. Bây giờ em muốn tìm một cô gái thế nào? Thứ nhất là cô gái này hiền, hiểu chuyện. Đặc biệt cái điều của quan tâm niệm nhất là có hơi có cơ bắp tí xíu. Kỳ vậy? Lấy vợ có cơ bắp hả? Ủa sau đó giờ đây cái điều kiện lạ nha. Dạ có cơ bắp là có nghĩa là cùng sở thích với em. Là em rất là thích chơi thể thao. Là nghĩa là người phụ nữ gồng lên là con chuột rồi nó nổi lên đó hả? Vừa vừa thôi chị, không cần phải to quá. Trời đất ơi. Rồi thích gì nữa? Dạ có biết nấu ăn tí xíu. Nấu ăn chút xíu, thằng gái nào cũng biết nấu ăn hết trơn á. Có thể là thông cảm cho cái công việc của em là hay đi nhiều. Em đi đâu? Dạ em làm hướng dẫn viên du lịch.
dẫn khách đi nữa, đi du lịch đó. Thí dụ bây giờ em đang có bạn gái rồi, em đi du lịch em gặp một cô gái rất đẹp đi chung với em, cô ấy có tình cảm với em, cô ấy là người chủ động tấn công em, thì em sẽ làm gì? Dạ, nếu đó đặt ra hai trường hợp em có người yêu rồi thì em sẽ nói thẳng với cô đó là em đã có người yêu rồi. Xạo, không có anh nào mà đi nói chuyện với một cô gái mà đẹp dễ thương mà nói tôi có bạn gái rồi. Dạ, tại vì tính của em là hay thích sử dụng đồ ít có đổi á. Chẳng hạn như em mua một cái điện thoại, em xài chừng nào mà điện thoại nó cảm giác là nó muốn hư á thì em mới đổi. Ý em là chung thủy ha? Dạ đúng rồi. Đó đó điện thoại thôi. Dạ, người ta có câu là nói là đổi điện thoại như đổi bồ đó. Nhưng mà để điện thoại là giống như là mình chung thủy. Dạ. Cô gái bên kia nghe chưa ta? Dạ, nghe. Rồi em sao? Em chọn một cái người bạn trai như thế nào? Bạn trai em là phải biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Em có chơi thể thao không? Dạ có. Em có chuột không? Nhưng mà em không có chuột. Em không có chuột hả? Vậy là em chơi chưa đủ đô, em phải chơi mạnh lên. Bạn trai của em cao cao tí, ít nhất cũng phải 1m73. Dạ, em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m68. 1m68? Wow. Rồi bên đây cũng cỡ 86 trở lên đó em. Rồi. Vậy được rồi anh. Tốt. Yên tâm. Còn đi. Gì nữa em? Dạ, mắt to to tí. Có mắt to. Không hết undercut. Gì? Cái gì? Undercut là cạo hai cái đường trắng đó như nè. Xong rồi vú keo lên. Thích hay là không thích? Dạ không thích. Không thích. Không thích. Cái này là cái kiểu gì em? Cắt undercut rồi. Có hai cái đường cắt thôi. Bên kia có hai đường rồi kìa. Vậy về anh có để tóc dài là được không? Để như thế nào em? Có nghĩa là che cái đường đó hay là để tóc thích con trai tóc dài? Dạ không, vừa vừa thôi chị. Nói chung tóc kiểu nam bình thường là được. À, em không thích cái gì ở người bạn trai nữa? Không thích bạn gia trưởng, thích áp đặt. Với lại hơi ích kỷ là không em. Tại vì em là người tính rất là rộng rãi, nên là không nên chấp nhận những cái chuyện nhỏ. Hello. Dạ, chào anh. Chào em gái xinh đẹp. Dạ. Nhưng người ta nói phụ nữ gần người yêu, gần chồng thì phải nhũn như con chi vậy đó. Giả bộ gọi là nhũng nhẽo rồi kia, chồng mới thương chứ cái gì cũng cá tính quá sao được. Dạ thì lúc nắm lúc buông anh. Căng đấy nha. Ghê à, hơi ghê. Dữ lắm á. Nhưng mà bây giờ em ghen không? Chắc không hay ghen bậy đâu chị. Không ghen bậy. Ví dụ bây giờ ảnh đi tour đó rồi ảnh dẫn khách đi là điện thoại ảnh nhiều khi có những lúc là nó sẽ mất sóng. Lúc đó em đang có một cái nghi ngờ là có một cái cô nào đó em thấy cổ đăng lên Facebook cái hình mà có chồng em trong đó nữa, thì lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Khi mà mình yêu cầu công việc của mình là mình phải tiếp xúc với khách hàng nữ, mình phải gặp khách du lịch, thì việc mình vui vẻ nói chuyện với họ hoặc là đi uống một vài ly cà phê không sao, nhưng mà đừng có tiếng xe. Có đi uống cà phê được luôn hả? Uống cà phê cho đông người mà chị. À, vậy là em quá rộng rãi rồi. Vậy là được. Em là người rộng rãi lắm. Chỉ là ghen đúng mới ghen đúng không? Dạ, cái gì quá đáng thì không được. Chào em. Dạ, em chào chị. Rồi cái tóc này là cắt lâu mau rồi? Em mới đi cắt này để quay chương trình. Trời đất ơi, có nghĩa là cố tình làm tạo ấn tượng để đi quay chương trình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bị áp phê ngược, đất quốc. Chốt quốc. Mốt lấy về mình có cần làm dâu không? À, theo em thì em không cho vợ em làm dâu. Người lớn tuổi sẽ rất là khó tính. Hả? À, em muốn cho là lâu lâu về thăm nhà thì tình cảm nó sẽ quý hơn. À, em rồi tập thể dục, tập gym rồi dữ lắm mà sao lại thích phụ nữ có chuột? Thích để có người đi tập chung, tại em tập mình buồn quá. Mà thường có nhiều bạn gái lên chương trình mà muốn hẹn hò nó, mấy bạn trai thời giờ mà tập gym nhiều là hay bê đê lắm. Dạ không, em là đàn ông. Chắc không? Làm sao biết để đàn ông, lấy cái gì để chứng minh em là đàn ông? Dạ, nếu mà bên kia muốn chứng minh thì em chứng minh cho bên kia thấy. Chứng minh bằng cách nào? Dạ, thì gặp nhau nhiều thì sẽ biết. Không, bây giờ chứng minh ngay đây nè, để người ta quyết định ta chọn mình hay không nè, là chứng minh bằng cách nào? Bây giờ em mặc vậy em đâu có show được cơ ra đâu mà. Trời, cái cơ liên quan gì tới cái cơ liên quan gì đến chuyện men hay không? Ngồi suy nghĩ đi, lát nữa sao chứng minh cho cổ biết là mình có men hay không nha. Và chị thấy cũng hợp lý rồi đó, cũng được. Dạ. Tướng tá là cao ráo. Dạ. Được đó ha. Rồi bây giờ mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ, gia đình sếp với gia đình bạn em. Dạ có chào cô ạ. Cô xin chào MC Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Thì qua quan sát của mình hồi nãy giờ á, thì góc độ khách quan á, thấy hai đứa cũng có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như hai đứa đều thích chụp ảnh, Thảo cũng thích chụp ảnh. Thích thể thao, Thảo cũng thích thể thao. Nhưng mà cô thấy ở đây có cái hơi khó một chút. Bên trai á, thì đi du lịch, còn bên gái thì nhân viên bán hàng. Mà lại nhân viên bán hàng xuất khẩu nữa. Nhiều khi sau này công việc có thể đi xa, đi lâu, cô nghĩ là nó sẽ không ghen con rồi đó. Con có ghen ngược lại bạn mình không? Con thì không có ghen bậy. Về cái chuyện riêng tư bạn bè thì con không có xen vô. Con không muốn vợ mình làm dâu, nhưng mà thí dụ như khi cưới về á, con bé này nó hợp với mẹ, mày muốn nó ở với con, thì lúc đó con suy nghĩ như thế nào? Con sẽ mời mẹ con lên ở một thời gian,
mẹ con cũng về lại, tại vì ở thành thị nó không quen, mẹ con không thích thành thị, thích ở dưới quê nó yên tĩnh hơn. Thì với bản thân cô á thì có một mình cháu Thảo thôi, nhưng mà thực tế cô cũng nói thẳng, cô cũng không có ý nghĩ là ở rể, cái này cũng nói thẳng, nơi nào để tụi con thuận tiện phát triển kinh tế rồi ổn định hạnh phúc gia đình gì đó thì tụi con cứ theo ý của mình. Cô nghĩ là hai đứa nên cho nhau cơ hội đi, tại vì hai đứa đến đây cô nghĩ là cũng là cái duyên rồi đó. Rồi, rồi xin hết, xin chào chương trình. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi với em họ. À, xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Thì theo quan sát chị nãy giờ thì thấy ok đó anh. Về cá tính của hai người, em thấy cũng ok. Hai người đều có tính tự lập hết, cho nên em thấy là nên cho nhau cơ hội nè. Xin hết. Rồi, cảm ơn con rồi, nhiều. Cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nhau đi ha. Mở rào. Chào em. Anh. Hôm nay rất vui là được biết em. Dạ, em cũng rất vui được gặp anh. Em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Đây là món quà anh đi du lịch nhiều nữa anh sưu tầm tặng cho em. Đây là 4 con linh vật Long Lân Quy Phụng. Dạ, em cảm ơn anh. Em có hay thích đi du lịch hoặc là đi xem phim vào cuối tuần hay không? Đầu tiên mà em nghe anh nói là anh làm hướng dẫn viên du lịch là em thích rồi. Tại vì em rất là thích đi du lịch, thích đi xem phim. Nói chung là em là một con người hướng ngoại, em thích xã giao. Em có suy nghĩ như thế nào về một người hướng dẫn viên như anh hay không? Suy nghĩ như thế nào là về việc anh đi nhiều? Đúng rồi. Đi thì được nhưng đừng bỏ bê gia đình là được. Khi mà mình muốn có định hướng phát triển tương lai nhiều hơn á, em nghĩ là anh nên chọn một công việc ít đi hơn một chút thì nó sẽ tốt hơn cho về việc mình chăm sóc gia đình. Anh thì cũng có ý định là sau này thiên hướng về nghệ thuật tí xíu và làm về kinh doanh, thì em cảm thấy là có hợp với cái suy nghĩ của em hay không? Anh muốn làm nghệ thuật nhưng mà về mảng gì mới được? Anh muốn giờ dẫn chương trình cho mọi người xem thôi. Ok. Chung là em cũng rất là thích sân khấu, thích nghệ thuật. Thì em sẽ ủng hộ người đồng hành với mình làm nghệ thuật. Nếu mà có duyên á, biết đâu mình sẽ được dẫn chung chương trình. Hay trời quá, hy vọng là sẽ có dịp trời. Như thế. Thôi hai đứa qua ngồi hai ghế luôn đi. Đi xuống luôn. Em có biết đi catwalk không? Dạ. Nếu mà anh không ngại mời anh đi với em một đoạn ha. Ok. Đi thử coi xứng đôi không. Nào, cho chúng tôi một chút xíu music. 2, 3, bắt đầu. Lên quay một vòng nha. Trời ơi, nhìn nó đã lắm chứ bộ giỡn hả? Được không ạ? Ơi, cảm ơn cặp siêu mẫu. Anh đi nhiều vậy rồi, hẹn lúc nào đi anh? Anh sẽ chủ động, sẽ là để cái lịch hẹn ra. Em rảnh lúc nào thì anh sẽ hẹn em thời gian đó. Thì em thấy cái lịch hẹn vậy nó có hợp lý không? Dạ, nói chung là hai đứa mình sắp xếp được lịch hẹn là được. Em thích con đầu lòng là con gì? Trai gái đều được anh. Anh lại thích con trai đầu lòng nhiều hơn. Dạ. Tại vì con trai đầu lòng giống bố thì đi ra đường sẽ tự tin và vui hơn. Nhưng mà có trai có gái thì nó sẽ vui nhà vui cửa. Nói chung là đẹp thì là anh trai em gái là một... Em thích gia đình là có anh trai em gái. Dạ. Dạ. Không có dễ đâu mấy cưng. Còn phải muốn là được đâu mấy cưng. Thì mình cứ ước muốn chuyện đi, còn thực tế thì nó tính sau. Bây giờ hai người cứ nhìn thẳng vào nhau, cho thêm 30 giây nữa. Mỗi người hãy nói một cái câu nào đó nó thật lòng nhất mình muốn nói, một điều gì đó để cho mình thuyết phục được đối phương cảm nhận và có bấm nút để hẹn hò với mình hay không. Hôm nay anh cũng rất là vui khi được biết em. Hy vọng anh sẽ được có cơ hội để gặp em trong những cái thời gian sắp tới nữa. Hôm nay em cũng rất là vui được gặp anh. Thì em mong là hai đứa mình sẽ cho nhau thêm cơ hội để tìm hiểu nhau. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Đây nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta bấm nút là để hẹn hò, yêu đương, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3.
Chúc mừng các bạn. Rồi em. Nào, nắm tay nhau đi. Em hãy nói với mẹ điều gì đi. À, chào bác. Đó. À, hôm nay cho con mặn phép nắm tay con gái bác trước cái anh chị đầy đủ mà. Nắm rồi mới nói. À, con thì cũng hy vọng là bác sẽ cho tụi con sẽ có thời gian để gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và sẽ nếu mà có duyên thì mình sẽ đến với nhau. Xin cái hôn, nụ hôn đầu đời của cô gái. Trời ơi, ông không xin luôn, ông toàn là làm trước, ông xin sau. Vậy cho con hôn con gái bác nha bác. Nói gì vậy? Ông xin mà còn thổi lỗ tai nữa, để nó nói gì đâu, ông mới hôn. Đây là... Dạ Phương ạ. Ok, cảm ơn em, cảm ơn mọi người. À, bây giờ mình, chị hiện tại là đã thấy được mặt của em rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu vào cái buổi phỏng vấn luôn ha. Thì sau cái buổi phỏng vấn này, thì nếu như mà có cái người phù hợp luôn thì chương trình sẽ thông báo cho mình sớm cái lịch ghi hình để mình có thể tham gia và mình có thể gặp được cái người mà phù hợp nhất với mình ha. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về bản thân mình giúp chị nha. Cho có họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đang làm là gì em ha. Rồi em cứ giới thiệu nè. Em để em vẫn nhìn cái điện thoại vô camera giùm chị nha. Em vẫn nhìn vô camera điện thoại giùm chị. Dạ chị có thể nói lại được không ạ? Em chưa nghe rõ ạ. Em đang ở ngoài đường hay ở đâu vậy? Dạ để em tìm không gian yên tĩnh ạ. Chị chờ em một chút ạ. Ừ. Tại vì ở đây trẻ con nó nhiều nên nó hơi ồn chị ạ. Ừ, vậy em vào trong em ngồi chỗ nào đó. Dạ được rồi chị ạ. Ừ, rồi ok. Mặt mình vẫn nhìn vào camera điện thoại giùm chị nha. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu ha. Mời em giới thiệu về bản thân mình trước. Họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của em đang làm là gì nè. Dạ Phương ạ, em tên là Nguyễn Thị Huyền ạ. Năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Và công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non ạ. À, là em dạy ở đâu? Dạ, em dạy ở Nghệ An ạ. À, là đang sinh sống tại Nghệ An luôn. À, nếu như mà chương trình ghi hình ở Sài Gòn thì em có vào tham gia được không? Dạ được ạ. Em sẵn được luôn. Sẵn sàng luôn hả? Dạ, vậy là chương trình sẽ, nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo sớm cho em để em sắp xếp em vào ha. Em có thường vào Sài Gòn không? Dạ không ạ, tại vì năm nay dịch nhiều quá. Rồi ok, bây giờ em chia sẻ một xíu về bản thân em đi. Em đi dạy được bao lâu rồi và em là một cô gái có những cái tính cách, những cái điểm mạnh điểm yếu ra sao ha. Dạ vâng ạ, thì em tính đến nay là em đã ra trường và đi dạy được hơn 3 năm rồi ạ. Về tính cách của em thì thích những cái gọi là nó giản dị và đơn giản thôi ạ. Không thích cầu kỳ, cũng không thích kiểu là lãng mạn hay gì cả. Nói chung là kiểu bình thường thôi. Và điểm yếu của em thì là dễ khóc. Còn điểm mạnh của em đó là luôn có thể làm cho người khác vui vẻ khi người ấy đang buồn hoặc là gặp chuyện gì đấy. Rồi em về tình trường của em thì như thế nào? Trước đây đã từng quen mấy mối tình rồi? Em chưa nghe rõ ạ. Về tình trường của em á thì em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trải qua 2 mối tình rồi ạ. Rồi chia sẻ cho chị lý do làm sao mà mình chia tay 2 mối tình đó nè, để thứ nhất là mình sẽ biết được cái nguyên nhân vì sao để mình rút kinh nghiệm, để mình qua một cái mối tình mới nó không có bị giống như những cái mối tình trước ha. Dạ, kiểu là em bị phản bội ạ. Kiểu trời, là cả 2 mối tình đều bị phản bội hả? Dạ vâng ạ. Là như phản bội bây giờ nào kiểu ạ? Là nên bây giờ là mất niềm tin hẳn luôn rồi ạ. Mất niềm tin luôn. Là em quen bao lâu thì là em phát hiện ra là phản bội em? Tôi ghét con tin quá. Em quen bao lâu thì em mới phát hiện là em bị phản bội? À,
nói chung là tình yêu nó cũng kéo dài, kiểu là vô tình mình đi uống cà phê với đứa bạn thân trong quán cà phê, trong quán hàng thì vô tình gặp được, gọi là người ta đang thân thiết với nhau. Ừ, rồi em có tới tới tận tận nơi em hỏi lý do hay là về rồi em im lặng em nhắn tin em chia tay thôi? Không, em dằn mặt ngay tại chỗ chị ạ. Ờ vậy ạ. Rồi, em chỉ đến nói một câu là ồ hai người vui vẻ nhờ, chúc hai người hạnh phúc nhá. Thế là sau em đi luôn. Trời ơi vậy đó hả? Rồi đi về rồi có cảm thấy buồn, có cảm thấy tổn thương gì không? Vâng ạ, về khóc nguyên một tuần chị ạ. Trời ơi. Rồi người ta cũng không có níu kéo hay cái gì xin lỗi rồi này cái gì hết trơn hả? Dạ có, người ta đến xin lỗi khóc lóc các kiểu, nhưng mà em bảo là cái gì cũng có thể tha thứ được, trừ cái phản bội này em không thể tha thứ được. Và từ đó tới giờ là bao lâu rồi? Lâu chưa? Gần 2 năm rồi ạ. Rồi là trong 2 năm đó thì em có quen ai khác không? Dạ không ạ, em kiểu như gặp con trai kiểu như không có cảm xúc gì luôn. Trời ơi vậy hả? Lý do sao vậy? Em không biết, tự nhiên cảm thấy là mất niềm tin đấy chị. Rồi là lý do vì sao em lại muốn đăng ký tham gia chương trình? Là mình muốn bắt đầu lại xem thế nào, kiểu là có gặp được người kiểu là mang lại cho mình một cái sự tin tưởng. Rồi vậy thì bây giờ em sẽ mong muốn tìm kiếm một người như thế nào để phù hợp với mình nè? Dạ, em muốn tìm người có gọi là có thể lớn hơn em 10 tuổi. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại hả em? Vâng ạ, có thể là một giáp đổ trở lại 12 tuổi trở lại. Nói chung là tại vì em nghĩ là con trai mà càng nhiều tuổi là càng trưởng thành và chín chắn hơn. Rồi gì nữa em? Và đó là công việc ổn định. Tâm lý luôn biết quan tâm và chia sẻ. Những lúc vui cũng như là những lúc buồn. Rồi còn về anh này là đang sinh sống và làm việc ở đâu thì được? Dạ, về nói chung là nếu mà càng gần thì càng tốt chị ạ. Càng gần thì càng tốt hả? Vâng ạ, còn nếu mà xa thì nếu nói chung là do duyên số thì ạ. Rồi, nói chung là có thể chấp nhận, ví dụ như em quen một người mà em có thể theo chồng được không? Chấp nhận theo chồng không? Rất khó ạ. Có thể theo chồng được. Rồi, có điểm gì mà em không thích ở người bạn trai không? Dạ, đó là thứ nhất là em không thích con trai hút thuốc. Rồi gì nữa, không thích gì nữa em? Không thích con trai kiểu gia trưởng. Đấy, em sợ nhất là gia trưởng. Rồi bây giờ em có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Em hát. Hát được cô giáo mầm non rồi đúng không? Vâng ạ. Rồi hát thử một đoạn chị nghe rồi mình sẽ kết thúc cái buổi cast nè. Hát là chị? Một đoạn ngắn thôi. Dạ vâng ạ. Tại vì là cũng bất ngờ quá nên là cũng không biết hát bài gì. Xong khi em đoạn ngắn thôi bạch chị cũng được. Bây giờ tự nhiên run quá không nghĩ ra được bài gì thôi chị ạ. Bài gì em thường hát nhất thế này? Em toàn hát những cái bài gọi là thất tình thôi. Hát thử một đoạn. Bài gì nhỉ? Ủa là nay em có đi dạy không? Dạ, hiện tại thì ở Nghệ An đang dịch đó chị.
trường mầm non thì chưa được trở lại học bình thường. Em là chỉ dạy tại nhà thôi. Em dạy năng khiếu. Rồi ok, nếu mà chưa nhớ bài hát rồi thì thôi. Nếu mà có cái cơ hội để mình tham gia chương trình, mình cứ thể hiện thật là tự tin nha. Chứ không phải là tới lúc đó vâng mình nói gì đâu. Rồi, vâng okay, ạ, nhưng mà được lên sân khấu ạ, để thể hiện. Ừ, rồi. Ok, cảm ơn Huyền nha. Rồi có thông tin thì sẽ thông báo sớm cho em ha. Dạ vâng ạ. Ừ, rồi ok, cảm ơn em nè. Mình kết thúc cái... Xin chào Duyên nha, chị là biên tập Thanh Trúc ha. Còn có một bạn nữa là biên tập Tuyết Nhung. Thì ở trong cái nhóm này thì có ekip của chương trình thôi chứ không có người khác đâu. Nên là em cũng cứ thoải mái chia sẻ cái câu chuyện của mình. Thì hôm nay mình sẽ có cái buổi cast đầu tiên. Thì mình chia sẻ những cái vấn đề gọi là về thân nhân ha. Mình không có nói nhiều đâu, 3-5 phút thôi. Nếu mà nói tốt rồi thì nhiều khi nó còn ngắn hơn nữa. Nên là tụi chị cũng cần cái người gọi là tương tác được nè, rồi về cái cách nói chuyện. Cho nên là trong lúc em nói chuyện á thì mình cũng thể hiện về cái vẻ mặt, cái nét mặt, cái nó ghi hình á ha, để cho tụi chị thấy. Và tụi chị cũng sẽ quay cái camera, gọi là sẽ quay cái video lại cái đoạn mà em nói chuyện này, để xem cái cách mình tương tác trên sân khấu khi mình lên ghi hình thì mặt mình sẽ đẹp hay không. Góp ý thêm cho em nếu em được chọn nha. Rồi thì bây giờ em cứ chia sẻ về bản thân một mình. Nếu như mà thiếu cái thông tin gì thì tụi chị sẽ hỏi thêm, nhưng mà về cơ bản thì em chủ động giùm chị ha. Rồi bây giờ nói về bản thân, họ tên, công việc, quê quán của mình, rồi sau đó về điểm mạnh, điểm yếu, tình trường của em như thế nào, đó, lý do tham gia chương trình, họ nói hết giùm chị. Rồi mời em ha. Em chào chương trình, chào ban biên tập. Em tên là Nguyễn Thị Nguyên. Em sinh thứ 7, năm nay 24 tuổi. Quê em ở Vĩnh Long. Em đang học và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Về tình trường của em thì hầu như là không có. Việc cụ thể của em là gì Duyên? Dạ công việc của em là nghề neo á chị Ngọc, học nghề neo mi. Học xong chưa? Dạ em chuẩn bị học xong rồi. Trời, tưởng đâu chuẩn bị học. Bà chuẩn bị học dạ, xong dạ. Là sao? Dạ em ra nghề rồi đó. Bây giờ thì em làm cho chủ tiệm hay là như thế nào á? Dạ em đang làm ở học viện á, làm giáo viên ở học viện chị. Ủa làm giáo viên đó, sao nói là đang học, làm sao chị chưa hiểu? Ví dụ như là em đã học rồi, em đi ra nâng cao tay nghề là cái chỗ đó là em ở lại luôn, em làm giáo viên lại cho cái học viện đó đó. Rồi vậy thì thu nhập lương bổng này kia thì ở đó có không? Có ổn định không? Dạ có, từ 8 đến 10 triệu à. Ok, vậy là em chỉ làm mi, nói mi rồi thôi đúng không? Mi với neo thôi chứ không có làm tóc. Dạ, dạ đúng rồi. Ừ. Rồi bây giờ chia sẻ một chút về tình trường thì chưa có mối nào hết là sao? Dạ, có một mối nhưng mà lúc mà em đi Nhật thì đã quen chỉ được một năm thôi, lúc em đi Nhật thì đã chia tay rồi. Ủa em đi Nhật nữa hả? Là đi Nhật để làm gì, du học hay là đi học cái gì á? Dạ lúc đó thì em đi viện tu nghiệp. Ừ, tu nghiệp môn gì? Dạ em ý là tu nghiệp là thực tập sinh đó chị. Là như đi xuất khẩu lao động. Đi lao động đúng không? Dạ. Đi mấy năm em? Dạ em đi 4 năm rưỡi. Có ý định ở bên đó luôn không mà tới 4 năm rưỡi vậy? Dạ không. Dạ không, kiểu như là hồi đó em đi thì không có tìm hiểu kỹ á, đi à ở bên đó là lương nó thấp, chứ lại là em đi ra ngoài làm phim á, cho nên là em ở lại tới 4 năm rưỡi để kiếm thêm thu nhập. Rồi vậy về là có mới vốn ngon rồi đúng không? Dạ có, cũng không có được nhiều hết đó chị, tại vì em lo cho thằng em không có đi học nữa, cho nên là cũng không có được bao nhiêu hết đó. Mệt ghê, chị có mượn của em đâu mà ngại nè. Chị hỏi thì chị biết thôi. Dạ có, em nói thiệt. Cái gì em nói thiệt. Chọc. Nghĩa là giờ cái ý định em đi học neo này xong về chắc mở tiệm đúng không? Có vốn mở tiệm rồi đúng không? Dạ. Ừ. Định làm ở Sài Gòn hay về quê? Dạ, ở Sài Gòn luôn chị ạ. Ừ.
Rồi bây giờ tình trường thì chia sẻ giùm chị đi, có nghĩa là có ai yêu em không mà em không chịu, hay là mình thương ta mà không được, đơn thương gì có không? Dạ, cũng có rất gì, như là ở dưới quê thì cũng có nhiều người giới thiệu mai mối, nhưng mà em là chưa thấy cái mối nào nó được hết á, cho nên là em mới đăng ký tham gia chương trình để chương trình tìm mối. Mà em cảm thấy được đi, sao mà mấy anh kia không được nè, mô tả kỹ ngoại hình, công việc, tuổi tác đầy đủ luôn. Là em thì không có quan trọng ngoại hình, không quan trọng ngoại hình nhiều, chỉ là nhìn được là được. Với lại là tuổi tác thì em nghĩ là lớn hơn em 3-4 tuổi thì trở lên thì được. Còn quê quán, những cái yêu cầu gì khác nữa nè? Em thích người ở trên Sài Gòn hơn, chứ em không thích người ở dưới quê. Nghĩa là bây giờ sống ở Sài Gòn được rồi đúng không? Gốc ở đâu cũng được. Dạ. Người Bắc được không? Bắc Trung gì đó. Dạ em nghĩ là chắc cũng được. Ừ, ta sống ở Sài Gòn. Dạ, có nghề nghiệp ở Sài Gòn. Nghĩa là nó chỉ biết em đó. Dạ, có nghề rồi. Nghiệp ở Sài Gòn rồi được. Rồi, có cái nghề nào em không thích không? Dạ không, nghề nào cũng được hết á. Nghĩ là tài xế được không? Tài xế hả chị? Tài xế đẹp trai lắm em. Thích chị à? Doanh nhân, kinh doanh gì á? Là thích người làm kinh doanh đúng không? Còn cái anh này anh tài xế, nhưng mà anh mở cái cửa hàng bán xe hay gì đó rồi anh chạy luôn á, gọi là kinh doanh thêm vận tải thì em chịu không? Người ta cũng có chí hướng. Ừ. Mà nhiều khi trong dịch rồi làm ăn nó thất bát một xíu thì bây giờ đi làm tài xế rồi chờ cơ hội để mở lại cửa hàng thì em chịu không? Dạ. Được không? Suy nghĩ kỹ nha, tại vì có thể tới với chương trình là đa số người ta kết hôn, người ta nghiêm túc lắm nên người ta cũng trình bày cái hoàn cảnh người ta thật sự vậy đó. Ừ, dịch giả làm ăn khó khăn em ơi, chứ không phải là ấy đâu. Dạ. Được không? Dạ chắc. Không mong muốn là sao thì em cứ nói, cái này là chị chỉ đề xuất thôi. Ừ, cứ chia sẻ thật cái lòng mình. Em mong muốn là như là có ở trên Sài Gòn hơn, là có điều kiện trên Sài Gòn hơn. Em đi đúng thì vậy. Ừ. Rồi điểm em không thích ở bạn trai là gì? Là hút thuốc. Hút thuốc với lại là gái gú thôi. Còn nhậu nhẹt thì vừa phải thì được. Ok, rồi. Em chịu làm dâu không? Làm dâu hả chị? Ừ. Thì bây giờ nhà tao ở Sài Gòn, tao ở chung ba mẹ nè. Ở chung với ba ông anh với bốn bà em thôi à. Về đó ở chung luôn cho vui được không? Em sợ cánh làm dâu quá. Đông người mà em lo gì? Hay sao mình vậy thôi cưng? Dạ. Thì em đổi ở Sài Gòn thì bây giờ nhà người ta gốc ở đây, gốc gác đây, nhà cửa ta có rồi, ta phải ở chung ba mẹ, đúng không? Đó. Chứ còn cùng ở quê lên như mình thì mình không có ba mẹ ở đây được, ba mẹ dưới quê khỏe hơn. Đó, thì em thích cái nào hơn? Em đang nhớ nhất là người ở trên có Sài Gòn ha. Cái ở dưới quê. Được rồi, vậy chị dành. Dạ. Rồi chị để dành cái mối đó cho em ha. Có ba ông anh, bốn bà chị, bốn bà em đó là được rồi. Hát gì không gì? Em hát giỏi lắm. Đâu hát vài câu nghe coi, mệt quá, dân miền Tây, chị cũng miền Tây nè, hát vài câu đi. Em thường không có thuộc bài hát. Em hát cũng dở lắm. Không sao, em hát dở thì chị đăng ký cho em hát dở. Không sao hết trơn á, chứ không có phải. Ừ, ở đây mình đăng ký thôi, đăng ký dở hay là hay thôi. Thì bây giờ dở nè, hát thử cho chị nghe thử đi, vài câu đi. Duyên phận gì đó cũng được. Em có chuyên gì bolero, em hát một chữ tình được không?
Ừ được, bài gì cũng được á. Người yêu hỡi, đừng đừng quay gót, vì em đã cho yêu anh. Tình yêu đầu lại mù, dấu âm tình ngàn trùng muôn bể sâu. Em nào biết đâu? Người yêu hỡi, âm tình em đó ngàn năm nhớ anh chẳng mai. Chúng ta cùng hẹn hò, chúng ta cùng hẹn hò rơi ánh trăng muôn ngàn bên sông. Em hát cũng nhiều đó à, em nhớ cũng nhiều đó à. Rồi ok em, được rồi. Trời xong rồi Duyên ơi, nếu mà được chọn rồi có gì chương trình liên lạc lại với em để nói chuyện thêm nha. Dạ, xong rồi đó.